tấm lịch clip của cái xe này. Xe này là cái xe khẳng định lại cho mọi người biết là của một người anh, chứ không phải là của anh Phúc Ích Thu đăng lên đó, là cái xe này là cái xe của anh, là không có đúng. Xe này là xe VT 1003 của một người anh mình xin giấu tên, thì được làm chung một lò, có nghĩa là lò từ anh Sang Nguyễn sang Tân Đa đó. Thì cái con xe này, ngoài con xe của anh Phúc Ích Ô thì con này đã làm được trước rồi đó, con này đã làm được trước rồi. Vàng này là vàng 20k, vàng hồng đó, vàng 20 luôn đó. Vàng của vàng này là vàng hồng nha, không phải là vàng 24 carat mà giống như anh Phúc đã nói. Nhưng mà anh nói còn một con nào mà mạ vàng hết nguyên con xe giống xe ảnh thì con này ra trước, con này là ra lò trước từ anh sang Nguyễn. Thì giới mà chơi xe mà giàu kính tiếng thì rất là nhiều, chứ không phải riêng chỉ có một mình anh Phúc không đâu, người ta không muốn ra mặt thôi. Đây cũng khoe là mình cũng có thấy con xe nè, đang ở tiệm mình luôn. Ông anh mình nhờ đi qua bên anh chạy quanh sang kiểm tra định kỳ đó. Đó, đây tiệm mình đó.